Chào mọi người, bữa nay mình có rất nhiều những người bạn này đâu. Đầu tiên là bạn rơi hết đất, cái này bỏ qua đi. Bạn rơi hết đất có 6 kg và phát ra một bộ âm thanh thật là ghê gớm luôn, giống như cái phim mà trò chơi vậy á. Quá dữ luôn, bạn Siren hết đất đúng không? Đúng rồi, Rồi tiếp theo là bạn nào nè? bạn sai hình hết blood, không sai hình hết game, sai Siren hết game hả? đúng rồi. Đây là nó không có cái răng, nhưng mà nó phát ra âm thanh thật là lớn, nó phát ra âm thanh bởi nhà luôn Bởi nhà luôn hả? Nhưng mà bạn đó chỉ có hai cái loa thôi đúng không? á. Đúng rồi, Rồi. nó không có Rồi răng. tiếp theo. Tiếp một là bạn sai là bạn sai hết đầu đầu mắt. Đầu mắt. Đầu mắt này nó có cái thế mạnh gì? Thế mạnh mà Ông đưa lên cho mấy bạn coi đi, đưa gần cái màn hình cho mấy bạn coi đi. đây Sao trình hết đắt đúng không? Ghê quá con ha. Là sai nó nhìn được xa đúng không Ken? mà nó nhìn xa, Rồi tiếp tục. nó sẽ hút 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 hơi thở của mình vào và hai cái của nó. Rồi. Nó À, hai cái lo nó ơi vú nó có hai cái lo nữa đúng hả? rồi. Ủa ghê quá ha, tiếp theo. Tiếp theo Quá trời là luôn. bạn SCP-173098. SCP-173098. Đúng rồi, Trời nhớ từng số luôn hả? Rồi bạn này có chức năng gì? Chức năng để bạn thôi này lùi vậy? có chức năng mà phải nhìn bạn này và không được chớp mắt. Nếu hơi chớp 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 mắt là bạn này sẽ bắt mình vào tù Ghê quá, bạn này nguy hiểm quá. Wow, có bạn là cục cức nữa kìa. mà ơi. Đây là cái gì? Nó gọi là đầu cục cức luôn hả? Đúng rồi, đó là đầu phân. Đầu phân à. Nó hơi lại Đưa cho mấy bạn coi, rồi gần cho mấy bạn coi đây, coi. Ồ mặt đầu phân rồi, ghê không? mặt nó như là ma vậy á. Ok, rồi tiếp tục. có cái Nó cái thúi cái lắm đúng không? Con này cái nó xì ra mùi thúi mấy bạn đúng sợ đúng rồi, không? Ok. mấy bà sợ đừng đừng cứ đùa nha, con này táp táp cả là bởi bởi mỏ luôn Ghê quá. á. Cái một bà con quái vật đầu hai tay, Quái vật đầu khoai tây à? quái vật đầu hai Quá wow, tay ăn chung với lại gà rán đồ á hả? đúng rồi. Con Ừ, ngon quá vậy. cái con này nó không có ăn thịt mình, nó cứ còn hiền À, để mình ăn nên nó thôi đúng nên nên đúng rồi. không? Tiếp theo. Còn Tiếp nhiều quá theo vậy. là con quái vật đầu, con sao hình hết cũ của mình là màu nâu, có gan. Con này là thể phải thấp chưa. Siren Head luôn đúng không? Ừ, à cái tiếng kêu của nó là vậy hả? Con sao thế, nó không có răng đó, là nó kêu như là con bay ra hôn đầu bự Megaon đầu bự là con nào nữa? Cái gì nhìn đùm da mà không biết con nào nha. Rồi tiếp theo đi. thôi. Cái con này nó hỏi cầm lên nó ăn thịt người á, Ok. rồi nó nuốt nó sẽ đỡ đỡ lại một 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 nguyên đôi giày luôn. Ok. Tiếp tiếp một là bạn quái vật đầu đèn giao thông. quái 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 vật đầu đèn giao thông đứng ở mấy ngã tư đúng không? mấy 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 ngã tư, nó hơi mà thấy cái này nó biến thành màu đỏ, đỏ phải dừng lại. cái Ok, cái hiểu. này nó biến thành màu xanh, phải đi. Ok, hiểu luôn. Rồi, hết chưa? Hết chưa bạn? Bây giờ có con quái vật đầu tivi này nó hiện để nó mình coi trên cái đầu nó, hoặc là coi TV coi có mấy người bạn của nó nữa. à, nó chiếu trên cái đầu nó đúng không? Nhưng mà con này khá mạnh luôn. Nó hiền mà nó mạnh nữa ha. Đúng rồi, Rồi hết chưa? nó mạnh, nó quấn con kia. Hết rồi đúng không? Bây giờ tôi là sao hết đất màu đỏ. Siren Head đất mà màu đỏ, vậy là người ta phải gọi là Siren Head Red chứ? Sao hết gris. Red là màu đỏ đúng không? Con sao mình thấy này là cái nó cũng nó sáu sáu đầu loa luôn. Sáu đầu loa luôn hả? Đúng rồi, nhưng mà trên trên đây nó không có căng hình, họ nó cái loa giả đấy,
cái loa nào có răng mới là loa thì, còn cái loa nào không có răng là loa giả đúng không con? Đúng rồi, loa giả mình phát âm thanh. Ok, hết chưa? Rồi hết rồi, đúng không? Chào các bạn đi, hẹn các bạn gặp lại các bạn đi kìa. Ha, gặp lại các bạn. Mày nhớ gì? Nhớ đăng ký kênh. Và gì? Và ôi con. Đây là con quái vật đầu khoai tây màu vàng. Màu vàng là nó chiến chiến đấu với con người, nó sẽ lấy đầu khoai tây nó ăn luôn. Dạ, là con kia là mình ăn nó, con này là nó tự ăn nó luôn. Đúng rồi. Rồi bye bye nó đi. Bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Nhìn kìa, nhìn vô máy. Bye bye các bạn.